Chào mừng các khán giả yêu quý của TB Trends nâng tầm kiến thức. Ngày hôm nay chúng mình cùng đi tìm hiểu về tuyến đường cao tốc Bắc Nam nha. Đây được coi là siêu dự án của nước ta đấy các bạn. Tuyến đường nằm cạnh quốc lộ 1A trọng điểm, kết nối trực tiếp giữa hai miền Nam và Bắc. Dự án có điểm đầu là thủ đô Hà Nội và điểm cuối tại tỉnh Cần Thơ. Hứa hẹn trong tương lai, đường cao tốc Bắc Nam sẽ đáp ứng số lượng lớn lượt di chuyển trong nước, đem đến nhiều cơ hội mới cho người dân đấy. Thực hiện nghị quyết số 52 năm 2017, Quốc hội 14 của Quốc hội khóa 14 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phía Đông trong giai đoạn 2017-2020. Bộ Giao thông Vận tải thấy rõ đây là dự án trọng điểm của quốc gia, có vai trò quan trọng và ý nghĩa chiến lược to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt đối với những địa phương mà có dự án đi qua. Tổng chiều dài của đường cao tốc Bắc Nam trong dự án lần này là 1.811 km. Tổng số đoạn tuyến là 16 và hình thành nhiều điểm nút Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Nẵng. Và theo đó, giai đoạn này sẽ đầu tư xây dựng 654 km, chia thành 11 dự án thành phần gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Thời gian trước, Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu quốc tế. Nhằm triển khai thành công dự án trọng điểm của quốc gia trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt để phát huy nội lực. Nhận thấy đây là tuyến giao thông huyết mạch của nước ta, tuyến đường này ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, quốc phòng, nên để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư dự án và phát triển năng lực, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. Bộ Giao thông Vận tải quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế và điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 8 dự án PPP thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Và hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải cũng đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai dự án một cách nhanh nhất. Mọi thông tin về các bước thực hiện tiếp theo sẽ được Bộ Giao thông Vận tải kịp thời cung cấp tới cơ quan thông tấn báo chí và toàn thể nhân dân được biết và giám sát. Tổng mức đầu tư của các dự án là 118.000 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước tham gia là 55.000 tỷ đồng đầu tư cho 3 dự án đầu tư công. Cùng với đó, nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Đây phải nói là phần gặp nhiều khó khăn nhất và góp phần vốn xây dựng công trình để đảm bảo tính khả thi cho các dự án. Và đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư của toàn bộ 11 dự án và đang gấp rút triển khai công tác thiết kế kỹ thuật và giải phóng mặt bằng của dự án. Bộ trưởng cho biết, các dự án cao tốc Bắc Nam này hoàn toàn khác với các dự án BOT trước đây đã triển khai. Hiện đã xin chủ trương của Quốc hội và 500 đại biểu Quốc hội đại diện cho 96 triệu nhân dân Việt Nam biểu quyết. Toàn bộ hồ sơ mời thầu đã được lồng ghép pháp luật Việt Nam với thông lệ quốc tế dưới sự tư vấn của các nhà tư vấn lớn. Hy vọng tất cả các nhà đầu tư sẽ nghiên cứu nghiêm túc khi trúng thầu sẽ thực hiện đúng các cam kết. Bộ trưởng nhấn mạnh thêm, hiện tại Việt Nam sắp hoàn thành khoảng 1.500 km đường cao tốc đang chuẩn bị đấu thầu dự án đường cao tốc Bắc Nam. Với mong muốn, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 2.000 km đường cao tốc. Dự kiến trong nhiệm kỳ 2020-2025, Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư thêm 2.000 đến 3.000 km đường cao tốc nữa. Và theo nghiên cứu, Việt Nam cần khoảng 8.000 km đường cao tốc để phát triển kinh tế xã hội. Việc đấu thầu của các dự án thành phần thuộc đường cao tốc Bắc Nam sẽ là bài học kinh nghiệm lớn để triển khai các dự án lớn tương tự trong giai đoạn sắp tới. Sự quan tâm của các nhà đầu tư sẽ là tiền đề để giai đoạn tới chúng ta tham gia vào những gói thầu lớn, đầu tư kết cấu hạ tầng để xây dựng Việt Nam to và đẹp hơn bằng chính sức người, sức của ta. Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, nhiều đại biểu cho rằng nên huy động sức dân, doanh nghiệp trong nước để đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam. Các đại biểu cho rằng dự án cao tốc Bắc Nam phải là công trình tiêu biểu của các thế hệ hiện nay để lại cho con cháu hàng trăm năm sau. Vì vậy, cần phải đảm bảo được rằng đây là một dự án chất lượng cao, bền vững, đảm bảo các yêu cầu chính trị, kinh tế xã hội và đặc biệt là đảm bảo về an ninh, quốc phòng. Nếu chúng ta có cách làm tốt, công khai, minh bạch, hợp lý thì sẽ huy động được nguồn vốn chủ yếu từ các doanh nghiệp Việt Nam và hàng chục triệu người dân qua phát hành trái phiếu các loại. Khi đó sẽ giảm gánh nặng nợ công và nợ nước ngoài. Nhìn nhận vấn đề tài chính, nhiều người cho rằng hiện nay với tiềm lực về kinh tế phát triển, nhiều doanh nghiệp tư nhân của nước ta có tiềm lực mạnh. Nhà nước có thể mạnh dạn giao các công trình trọng điểm trong nước cho doanh nghiệp tư nhân. Họ sẽ liên kết với nhau tạo nguồn lực. Và đây cũng chính là nỗ lực vươn lên cho nền kinh tế của đất nước, làm hạ tầng cơ sở, đường sắt và tất nhiên là cả tuyến đường thời đại, đường cao tốc Bắc Nam. Nhiều người dân tin rằng nếu nhà nước mạnh dạn giao gói thầu cho doanh nghiệp tư nhân trong nước làm thì họ sẽ làm rất hiệu quả, có trách nhiệm rất cao vì đồng tiền bỏ ra đầu tư là từ tiền túi của họ. Quan tâm của họ là làm sao đầu tư này mang lại hiệu quả tốt nhất. Thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế và điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Và như vậy thì sẽ chỉ có các nhà đầu tư trong nước thực hiện dự án. Vậy đơn vị nào đủ sức gánh vác trọng trách trên?
Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam phát triển vượt bậc và mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp tên tuổi của họ đã vượt qua đường biên giới quốc gia, xuyên ra thế giới. Những sản phẩm của người Việt cũng được đánh giá rất cao. Ở dự án đường cao tốc Bắc Nam lần này cũng có không ít các ông lớn sẵn sàng tham gia đấu thầu 8 dự án theo mô hình PPP. Một số nhà thầu đáng chú ý như tập đoàn Sun Group, Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex, các liên danh nhà thầu, đáng chú ý sẽ có thể xuất hiện Vingroup cùng tham gia. Và nếu như điều này trở thành hiện thực thì có thể coi là tin mừng vì tập đoàn Vingroup với uy tín và thương hiệu sẽ tạo một dòng vốn mới, một sức bật mới, có thể là cuộc cách mạng thay đổi mang tính đột phá cho các dự án giao thông hiện nay. Bằng khát vọng tiên phong cùng với chiến lược đầu tư thông minh phát triển bền vững, Vingroup đang phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới, xây dựng thành công chuỗi sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế. Vingroup là một tổ hợp của hàng loạt thương hiệu có uy tín và công trình hàng đầu quốc gia và khu vực như Vincom, Vinpearl, Vincom Village, Vinmec. Các thương hiệu của Vingroup đang trở thành những cái tên quen thuộc với nhiều gia đình trung lưu Việt Nam. Nhiều người đánh giá rằng Vingroup làm quá nhiều và quá nhanh. Đây là những đánh giá từ bên ngoài. Còn từ bên trong, tại trụ sở chính của tập đoàn Vingroup giữa khu biệt thự sang trọng mang tên mới Vinhomes Riverside, Hà Nội, ông chủ tập đoàn này cho rằng họ làm vẫn chưa đủ nhanh. Ông Vượng nhìn thấy cơ hội phát triển ở khắp mọi lĩnh vực trong nền kinh tế. Ông thường miêu tả ngày làm việc của mình là không ngẩng được mặt lên. Một trong những nhà đầu tư nước ngoài thuộc nhóm nhà đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu nhận xét, ông Vượng là người có sự năng động, tầm nhìn đáng nể. Những nhà đầu tư quỹ tới thăm các dự án của Vingroup tại Phú Quốc đều khâm phục sự thay đổi mà tập đoàn này đang mang lại trên hòn đảo này chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm. Bên cạnh tầm nhìn, năng lực tư duy chiến lược của người đứng đầu tập đoàn còn thêm một yếu tố đặc biệt quan trọng giúp cho Vingroup phát triển nhanh trong thời gian qua: khả năng huy động và sử dụng một cách khéo léo các nguồn vốn, trong đó ba nguồn chính của họ là vay quốc tế, trái phiếu chuyển đổi và vay trong nước. Một số nhà phân tích chứng khoán cho rằng đây là yếu tố thành công riêng biệt của Vingroup. Trong giai đoạn thị trường bất động sản đóng băng và lãi suất cho vay trong nước đang ở mức rất cao, Vingroup đã tiếp cận được nguồn vốn quốc tế thông qua vay quốc tế và trái phiếu chuyển đổi. Khi tình hình kinh tế vĩ mô trong nước bình ổn, Vingroup quay lại với nguồn vốn vay thương mại trong nước. Các chuyên gia tài chính ước tính Vingroup tiết kiệm được khoảng 3% chi phí vốn vay mỗi năm trong 2 năm 2012 và 2013 bằng việc sử dụng nợ quốc tế trong bối cảnh vốn vay trong nước chịu lãi suất khá cao. Và hiện nay, Vingroup đang có được nguồn doanh thu rất tốt từ bất động sản, giúp tạo nguồn vốn đầu tư cho các khoản đầu tư khác chưa đem lại lợi nhuận của tập đoàn. Ông Vượng cho biết thêm, rủi ro nguồn vốn không phải là vấn đề đáng lo ngại, nhưng thách thức về quản trị và nguồn nhân lực là các yếu tố quan trọng. Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn rất kém, ông nói. Trong vòng 2 năm qua, Vingroup liên tục đưa ra những thay đổi lớn về quản trị, nhanh chóng cải tổ mô hình quản trị nếu không thấy hiệu quả. Vingroup không ngần ngại thuê những nhân sự giỏi với giá cao hơn hẳn giá thị trường, nhưng cũng quyết định nhanh như vậy khi đưa ra quyết định cho nghỉ việc nếu nhân sự đó không đáp ứng được nhu cầu. Để thực hiện được tầm nhìn của người đứng đầu và khối lượng công việc khổng lồ đặt ra, Vingroup liên tục cần người mới, nhân sự giỏi để thực hiện. Trong năm 2014, tập đoàn này đã tạo thêm 8.500 việc làm mới. Năm 2015, nâng tổng số nhân sự làm việc trực tiếp trong tập đoàn này hiện nay lên đến gần 40.000 người, chưa tính tới khoảng 50.000 công việc được tạo ra gián tiếp thông qua việc thuê các nhà thầu xây dựng. Vingroup được biết đến như nơi thu hút nguồn nhân lực giỏi, nhưng cũng được coi là nơi mà áp lực công việc rất lớn. Đây là một trong những thách thức lớn của doanh nghiệp Việt Nam nói chung, có thể thấy rõ ở một tập đoàn đang phát triển nhanh như Vingroup. Chúng ta có quyền kỳ vọng về những tín hiệu vui đến từ nhà thầu nội không chỉ đối với công trình đường cao tốc Bắc Nam, và tất nhiên cũng không chỉ nói riêng Vingroup mới có thể đảm nhiệm. Nhưng trên tất cả, tín hiệu vui nhất phát đi chính là quyết định táo bạo từ Bộ Giao thông Vận tải khi hủy kết quả sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế để đấu thầu rộng rãi trong nước. Chắc hẳn đó là quyết định mà nhiều người dân Việt đang mong đợi cho tuyến đường huyết mạch kết nối mọi miền tổ quốc. Các khán giả yêu quý của TP Trends, các bạn có cảm nghĩ gì về siêu dự án này thì hãy comment nhanh xuống phần ở bên dưới nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để theo dõi những video mới nhất của chúng mình nha. Cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.